Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với buổi bình luận trận đấu ngày hôm nay, cuộc đối đầu của Consadole và Nagora trong tựa game eFootball 2025 Mobi. Và trong hiệp 1 thì các cầu thủ bên phía Consadole sẽ bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục là áo đen quần đen, còn Nagora sẽ bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục áo đỏ quần đỏ. Bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía áo đỏ. Vừa rồi là pha cắt bóng của các cầu thủ bên phía đội bóng của Consadole. Một cơ hội để cho Komai có cho mình bàn thắng mở tỷ số. Và bóng vẫn đang luẩn quẩn ở trong khu vực 16m50. Và cuối cùng thì bàn thắng mở tỷ số 1-0 đã tới đối với các cầu thủ bên phía Consadole trước các cầu thủ Nagora. Và người lập công đó là cầu thủ Yoshiaki Komai. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu đã được ghi. Bóng đang trong chân của Leo Osaki. Đây là một cơ hội để cho các cầu thủ bên phía Nagora có cho mình pha tấn công ghi bàn. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của đội bóng áo đỏ. Đường chuyền là khá hay cho Kasper Janker. Tuy nhiên thì Ajano là người đã cắt được quả bóng trong chân của đội bạn. Komai là người có bóng. Và vừa rồi là pha để mất bóng đáng tiếc của Komai. Tiếp tục là một cú dứt điểm. Và pha dứt điểm thì thủ môn của đội bạn đã có tình huống phản xạ xuất thân. Một pha ra vào khá hợp lý đến từ thủ thành bên phía đội bạn. Daikisuga là người vừa có pha xử lý nhưng chưa thành công. Kawajuza là người vừa có pha pha bóng lên dành đến cho các cầu thủ bên phía áo đỏ. Đây là Moshida, một đường truyền chọc khe, tuy nhiên thì là chưa qua được hàng thủ rất tốt đến từ các cầu thủ Consadole. Một cơ hội để cho Consadole có cho mình bàn thắng thứ hai. Và pha dứt điểm vừa rồi là rất trái phá. Tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Và cảm ơn anh em đã đón xem buổi bình luận trận đấu của Consadole và Nagora. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của mình. Bye bye anh em.